Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Star TV. Và trên bàn làm việc của mình đó chính là cặp đấu đang rất là hot ở trong phân khúc giá vào khoảng là 3 triệu đồng. Một bên đó chính là team màu tím với chiếc Vsmart Joy 3 và một bên sẽ là team màu vàng với chiếc Realme C3. Thực ra mà nói thì chiếc Realme C3 này có mức giá cao hơn nhưng mà vẫn đang thu được rất nhiều sự chú ý của các bạn. Nên là mình sẽ gửi đến bạn bài video so sánh chi tiết ngay sau đây nhá. Đầu tiên về một phần mức giá thì mình vẫn phải khẳng định lần nữa, đó chính là chiếc Realme C3 sẽ có mức giá cao hơn. Cụ thể thì nó sẽ có mức giá là 2.990.000 đồng dành cho phiên bản RAM 3GB bán ra tại Viettel Store, và các bạn sẽ được hưởng chính sách bảo hành và cái khuyến mại rất là độc quyền nhé. Và tiếp theo nữa, đối với chiếc Vsmart Joy 3 thì các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền vào khoảng là hơn 2 triệu đồng mà thôi. Còn trừ quà trực tiếp rồi thì có phần quà ấy, thì mức giá đâu đó chỉ loanh quanh vào khoảng là dưới 2 triệu luôn. Thì chúng ta sẽ mở hộp ra cả hai sản phẩm để so sánh xem là cái vượt chênh lệch nhau tương đối gần 1 triệu thì chúng ta sẽ có những gì khác nhau. Đối với chiếc Vsmart Joy 3 nhé, chúng ta sẽ có đó chính là tặng luôn cả ốp. Nhưng mà với chiếc Realme C3 không hề có. Đấy. Phụ kiện đầu tiên là Vsmart đã hơn, chúng ta đã có ốp nên là các bạn sẽ thấy rằng cái việc mua ốp ở ngoài thị trường, đặc biệt là những chiếc điện thoại giá rẻ này, nó khá là khó khăn. Tiếp theo, điểm cộng nữa này, dưới này đấy, là bộ phụ kiện. Mức giá rẻ hơn nhưng mà chiếc Vsmart Joy 3 được trang bị cổng Type-C. Quá trời là bá đạo luôn. Tiếp theo, chúng ta lại được tặng kèm với một chiếc tai nghe. Và chưa dừng lại ở đấy, chúng ta lại được tặng với một cái củ sạc có hỗ trợ sạc nhanh các bạn ạ. Quá trời là tuyệt vời, với công suất sạc lên tới là 18W. Còn đối với team bên màu vàng, mức giá cao hơn. Nhưng mà chúng ta chỉ được trang bị cái cổng sạc là micro USB. Và đi kèm theo đó, chúng ta sẽ có củ sạc là 5V 2A, không hỗ trợ sạc nhanh. Nên về phần phụ kiện, team màu tím đã chiến thắng cả về phần số lượng lẫn chất lượng. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ so sánh chi tiết về cả hai sản phẩm này. Nếu như nhìn ở phía phần mặt lưng thì các bạn sẽ thích chiếc điện thoại nào hơn? Với quan điểm của mình sẽ lựa chọn chiếc Realme C3, tại vì nhìn nó không bị quá bóng và cái cách bố trí của nó rất là, nói chung là mình thấy thích cái kiểu này hơn. Nó không bị bám mồ hôi và dấu vân tay ấy. Còn đối với chiếc Vsmart Joy 3 ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng bóng nó lại bám lại nhiều mồ hôi và dấu vân tay đó. Tiếp theo nữa thì chúng ta đều có điểm nổi bật là đó chính là cụm camera được đặt dọc và 3 camera cụm cảm biến vân tay đặt ở đây, rất dễ dàng thao tác, và cả hai cảm biến này đều là cảm biến vân tay dạng một chạm. Realme C3 sẽ có cái kích thước nó nhỏ nhắn và nó mỏng hơn so với chiếc Vsmart Joy 3, nên là cảm giác cầm nắm trong tay nó cũng thoải mái hơn. Vsmart Joy 3 ấy, thì nó hơi nặng các bạn nhé. Và quay sang phần cạnh viền thì mình sẽ có thể đánh giá về phần chi tiết hơn cái độ hoàn thiện của nút nguồn và tăng giảm âm lượng. Mình đánh giá là cái mỗi bên lại có một cái ưu và nhược điểm riêng. Ưu điểm của cái chiếc Vsmart Joy 3 đó chính là hành trình phím của nó sâu. Còn đối với chiếc Realme C3 ấy, thì chúng ta sẽ có điểm cộng đó chính là nó hoàn thiện, nó liền lạc hơn. Các bạn nhìn thấy này, đây nó rất là nhỏ nhắn, xinh xắn. Còn đối với chiếc Vsmart Joy 3 ấy, nó khá là to. Và cái cảm giác bấm ấy, thì mình vẫn thích cái cảm giác bấm của chiếc Realme C3 hơn, tại vì là nó nhẹ nhàng, nó bấm được. Còn đối với cái chiếc Vsmart Joy 3 ấy, thì chúng ta sẽ phải dùng nhiều lực hơn một chút. Ngoài ra ở phần viền này, các bạn có thể để ý là chiếc Realme C3 ấy, nó cũng mỏng hơn đáng kể. Nhìn này, nó thanh thoát hơn. Ở phía phần cạnh đáy ấy, thì chúng ta sẽ có rắc cắm tai nghe 3.50mm trên chiếc Realme C3. Còn ở trên đỉnh này, nó là chiếc Vsmart Joy 3. Chúng ta sẽ có cổng sạc, và đây chính là điểm cộng dành cho chiếc Vsmart Joy 3 Type-C. Nó giúp cho chúng ta có thể dễ dàng sạc ở bất cứ cái tư thế nào, rất là dễ dàng. Quay sang vào mặt trước thì chúng ta sẽ có cái sự tương đồng giữa hai sản phẩm này. Chúng ta sẽ có kích thước màn hình khá là lớn và cái độ phân giải dừng lại ở mức là HD+. Và chất lượng hiển thị thì mình cũng đánh giá là hai sản phẩm này là tương đồng nhau. Và chúng ta sẽ thấy rằng phần viền trên, viền hai bên, viền dưới của chiếc Realme C3 nó mỏng hơn một chút so với chiếc Vsmart Joy 3. Các bạn có thể để ý ở đây. Tiếp theo về phần camera thì hai sản phẩm này cũng sẽ là khá là tương đồng nhau.
chúng ta sẽ có là 3 ống kính, trong đó thì ống kính chính độ phân giải sẽ là 12 megapixel này. Chúng ta sẽ có ống kính là ultra wide và sự bổ trợ của ống kính macro, nó là tương đồng nhau. Nên là mình cũng có thể là show cho bạn một vài bức ảnh mình đã chụp thử của cả hai sản phẩm này để các bạn có thể là so sánh nhanh. Về phần hiệu năng thì mặc dù mức giá rẻ hơn nhưng mà chiếc Vsmart Joy 3 đang được chiếm được ưu thế hơn nhờ vào việc nó được trang bị con chip là Snapdragon 632. Nó đến từ Qualcomm nên là nó tương thích game tốt hơn. Và thực tế mình cũng đã test game ấy, thì chiếc Vsmart Joy 3 này nó chơi game tốt hơn so với chiếc Realme C3. Realme C3 sẽ sử dụng con chip là Helio G70 cùng với bộ nhớ RAM là 3GB. Và chơi game của nó ấy, thì mình đánh giá là tốc độ load vào thì nhanh hơn, nhưng mà chơi game để độ mượt mà tương thích game thì với chiếc Vsmart Joy 3 nó vẫn ổn định hơn. Về phần thời lượng pin thì cả hai sản phẩm này của chúng ta đều được trang bị viên pin là 5000 mAh. Và với việc là đều được trang bị những cái con chip giá rẻ nó tiết kiệm điện năng ấy, thì cả hai sản phẩm này đều đem đến cho chúng ta cái trải nghiệm về pin rất ổn. Các bạn có thể sử dụng lên tới là 1.5 ngày, thậm chí là 2 ngày rất ok. Và điểm cộng dành cho chiếc Vsmart Joy 3 đó chính là chúng ta sẽ có cái sạc nhanh thông qua cổng Type-C với công suất sạc tối đa lên tới là 18W thay vì chỉ là 10W trên chiếc Realme C3. Tổng hợp lại thì mình đã gửi đến bạn bài so sánh chi tiết giữa Vsmart Joy 3 và chiếc Realme C3. Thì các bạn có thể thấy rằng là với cái mức chênh lệch nhau vào khoảng là 1 triệu đồng ấy, thì chiếc Vsmart Joy 3 vẫn chiếm được một vài ưu thế liên quan đến là cái việc là sạc nhanh này, chúng ta sẽ có cái thời lượng pin trâu này, chúng ta sẽ có đó chính là cái khả năng tương thích game tốt hơn. Còn ở một vế bên kia chiến tuyến, chúng ta sẽ có những điểm cộng hơn, đó chính là viền màn hình nó mỏng hơn này, chúng ta sẽ có thiết kế bên ngoài nó nhám chứ không phải là bóng, nó không bị bám bẩn như là chiếc Vsmart Joy 3. Và quên đấy, Vsmart Joy 3 nó còn có điểm cộng nữa, đó chính là bộ phụ kiện của nó đầy đủ hơn, có cả tai nghe đấy. Vậy thì các bạn đánh giá sao về cặp đấu này, và nếu để lựa chọn các bạn sẽ lựa chọn Vsmart hay sẽ lựa chọn chiếc Realme C3 thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhá. Và nếu như quan tâm đến một trong hai sản phẩm này có thể đến ngay với Viettel Store. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.